xin lỗi nha. Em có cuộc gọi gấp từ bệnh viện. Từ bệnh viện hay từ ai? Em nói gì đâu. Tưởng chị tiêu rồi. Không nhận á. Trên đời này cũng có người chị toàn nỗi xấu xa. Từ bây giờ mình đừng ngủ riêng nữa. Con cũng đã lớn rồi. Nếu lòng ta chưa chan những hy vọng. Em không có về cho đến khi nào mấy đứa em của anh nó đi á. Mỗi ngày mới đón chờ. Anh thôi trước tiên được tôi đi. Lý ra anh phải lấy tên là trước tiên á, rồi mới đến mấy đứa em của anh. Hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trước tiên mình cứ về nhà đi cái đã nha. Tôi trầm cảm rồi. Anh hai chị muốn nói. Thôi đừng nói nữa. Em không đi đâu hết trơn á. Ừ, em cũng vậy đó. Anh cho hai đứa tháng để dọn đi. Vậy nha. Anh hai. Hai tụi em kiệt sức. Hai là đi đâu chơi? Với kiến gì? Anh quyết định vậy rồi. Hai đứa cứ vậy làm. Yên trong ngày bão tìm hơi ấm giữa cuộc đời. Cây táo nở hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Phi Giải Trí. Đón xem mau kẻ săn người độc quyền trên Vion 22:30 thứ tư thứ năm hàng tuần.